Audio Jungle. Audio Jungle. Hôm nay quay video tẩy 502 trên Alu Đỏ đợt mới, check hàng mới. Chuẩn bị tăm bông, keo đỏ ra lọ. Vết này thì chờ lâu lắm nên mới có hàng về. Rồi bây giờ anh em tẩy nhá. Vết này đổ dày quá. Cứ chấm vào quét, quét một chiều. Chấm đủ ướt một chiều. Nếu nó sùn hết này này. Nó cuộn cuộn keo luôn, nó bong hết chân luôn này. Hai mà cứ như kiểu bốc bánh như này. Cái này nó khô lâu lắm rồi này. Nghe có vẻ tẩy cũng khô khó đấy. Thì lấy tay đùn ra. Tay đùn nó ra. Úi giời, đùn ra luôn. Gớm. Kiếp quá, nó dày quá. Gần sai chỗ đấy. Lúc chưa keo dày quá. Quá dày chứ không phải là dày. Vết keo này chắc là chỉ có test mới có thôi, chứ còn vết keo này mà đi làm biển này chắc không anh em nào đổ được cái lúc keo đúng giờ như này. Ngon đấy. Này không chuẩn bị cala để lau. Test này không chuẩn bị cala. Nếu có cala lau thì nó sẽ sạch và nó bóng trở lại như bình thường. Không cà la mà cũng đẹp ra phết đấy, đùa đâu. Không cà la mà cũng ngon như đúng rồi đây này. Anh em chuẩn bị nhớ là bông cà la rẻ lau sạch, lau theo một chiều. Nói chung là một nọ 100ml chắc tẩy được nhiều lắm, lâu lắm. Anh em cứ đậy cẩn thận vào sẽ dùng được lâu dài, còn đậy không cẩn thận thì sẽ không dùng được lâu. Anh nhá, thank you.